xin chào tất cả mọi người nha, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ khui hụt 12 con giáp. Hụt Lego 12 con giáp này mọi người ơi, hóa trời là nhiều hình luôn mọi người ạ. Này giáp mọi người đừng gãy tay luôn mọi người ơi. Đây thì mình ghép luôn con này mọi người ơi. Mình sẽ bỏ luôn con trâu về ra ghép nha mọi người. Mình nhìn nhưng mà đây không phải con trâu mọi người ạ. Đây như có quả sữa ấy mọi người, chứ không phải là con trâu. Đâu sao lại có đốm 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 như này mọi người. Nhìn y chang con bò sữa luôn mọi người ạ. Cái Lego này tôi không biết là của hãng nào mọi người ạ. Trời ơi, không hiểu tại sao làm cái tờ hướng dẫn rất là ngu luôn mọi người ạ. À, bình thường ấy, à, cái mảnh ghép logo ấy nó sẽ có nó sẽ hướng dẫn là 2211 ở đây thì tất cả đều như một hết mọi người ạ. Rất là khó ghép ra, mới đầu mới ghép con này thì lú vai đây luôn mọi người ơi. Mới đầu cứ nghĩ là tôi chỉ ghép con này trong vòng 30 phút thôi mọi người ạ. À, tại vì con chuột lần trước ấy, tôi ghép mất có 40 phút thôi. Không ngờ con trâu này tôi ghép ấy mọi người. Tôi ghép không hiểu sao lên tầm 1 tiếng rưỡi gần 2 tiếng này mọi người ạ. Trời ơi.
ơi, tôi đã quên hai chưa hoàn thành phân châu ấy mọi người ạ. Trời ơi, tác phẩm của tôi nè mọi người, quá chi là đẹp luôn nè mọi người ạ. Thế là tôi lại có một con nữa để tôi trưng bày trong phòng máy của tôi rồi. Mọi người chỉ cần mất không đến 2 giây thôi.